Mày cứ thử lấy chồng sinh con như tao đi rồi biết. Tao ấy là ngon nghẻ nhất trong đám có gia đình rồi đấy. Ai như mày từng tuổi này vẫn còn lông bông. Ừ, ngại thật đấy. Trong khi bây giờ các bạn đều lập gia đình, sinh con đẻ cái, thì tao vẫn chưa có gì ngoài vẻ trẻ trung xinh đẹp 18 như thế này. Tởm. Tao với anh Thuận không biết có bù trừ không nhỉ? Tại vì tao thấy tao hoàn hảo quá rồi. Cái loại cà rô đực như mày ấy, có anh Thuận lấy là may lắm rồi. Đừng có mà tinh vi. Còn lâu ấy, anh Thuận mới là cái người phải cảm thấy may mắn khi lấy được một người vợ tuyệt vời như tao. Chứ nghĩ đi, kiếm đâu ra được một cái người mà ngồi xem bà con cô bác nói chuyện xa xả, đau hết cả đầu. Em chào chị nhá. Vâng. Về nhá. Ôi, này, bác hết cả cái váy của tôi này. Thôi có gì bác thông cảm cho cháu nhá. Ôi giời ơi, cứ tưởng con dâu của chị Oanh vô tư, hóa ra con dâu tương lai của chị còn vô tư hơn cơ. Ừ, nhưng mà cháu nó thật thà cô ạ. Thật thà cho nó dễ sống, chứ tôi sợ những người khéo quá. Nhưng mà vô tư quá thì sẽ thành vô tâm. Đến quả bưởi bổ cũng không xong thì làm sao chăm được con trai mình, chưa kể là chăm cháu mình nữa. Cứ thế này việc gì cũng đến tay chị cho mà xem. Bây giờ bọn trẻ nó thế cả mà, rồi mình sẽ uốn nắn sau, đằng nào mà chúng nó chẳng ở chung với tôi, đâu cũng vào đấy cả. Vâng, thế về đây. Cô về nhá. Nhìn thấy đĩa bưởi của cô con dâu tương lai bổ mà tôi lo cho tôi quá. Mẹ này, còn có con ở đây cơ mà. Đấy, nữ công gia chánh như thế thì con trai tôi lại chết đói mới thôi. Rồi suốt ngày ra ngoài hàng ăn ấy, độc hại bẩn thỉu. Mẹ của con mà lại để cho con chết đói á, còn lâu mẹ nhỉ. Rồi anh ấy cũng phải dạy bảo vợ dần đi. Là phụ nữ phải biết nữ công gia chánh là tối thiểu. Vâng ạ, con biết rồi, tuân lệnh mẫu hậu. Nữ công gia chánh, người vợ tảo tần. Này, có thật là mày không biết? Tao biết rồi, cơm cái gì? Không. Rửa bát cái gì? Không thích. Dọn dẹp nhà cửa cũng không luôn. Còn kiếm tiền thì dễ, nhưng mà tại thời chưa tới thôi. Mày làm cái gì trong suốt 25 năm cuộc đời thế hả Nhi? Hỏi đến cái gì cũng không biết. Thế mà dám vỗ ngực người vợ tuyệt vời, còn nợ đời thì có. Nhưng mà tao có tiền, tao cứ thuê giúp việc là được chứ gì. Còn không, lúc đi lấy chồng tao sẽ xin bố mang theo cô Hoan. Tuyệt chiêu lấy chồng của tụi Nhi là mang theo cô Hoan á. Tao mày đấy Nhi Đúng mà, chứ còn biết bao việc phải lo. Sắp tới tao còn mở chuỗi cửa hàng cà phê nữa, bận biểu gia đình vướng chân lắm. Mày bận như thế thì tao nghĩ mày thuê luôn người làm vợ luôn đi. Hôn nhân có phải là trò chơi, vui thì chơi, mà mệt thì nghỉ giải lao đâu. Sao lại không thể chứ? Hôn nhân là trò chơi, cho nên mỗi người có thể tự vẽ ra luật chơi riêng của mình. Mày kỳ lạ thật đấy. Người ta sẵn sàng bỏ mọi cuộc vui để tiến tới hôn nhân. Còn mày thì mày định biến hôn nhân thành trò chơi thắng thua. Và tao sẽ luôn thắng. Thắng là như nào? Cứ ngơ ngơ ngác ngác như này mà có chắc là sẵn sàng lấy chồng chứ thế cô nương? Hôn nhân không phải là cơ hội để mày sống cho riêng mình đâu, mà khi ấy mày sẽ còn phải sống vì rất nhiều điều khác nữa.